cái cách cống tôi vừa lấy gợi ý của chát mồm rồi. Bây giờ tôi giải thích bác này nhá. Thứ nhất, đây là ống thổ. Vì có khách ngồi ngồi rồi. Còn một ở đây xong này bác bây giờ để em nói với anh là anh phải nghe đi đã. Đây là ống thổi, chứ không phải là mắc mồm vào đây để thổi. Nhưng đây phải sát. Không sao. Sát là như nào hả? Với điều kiện là người người ta sát rồi. Sát là tôi nhìn quan sát từ đầu cuối phải ok. Tôi là người đi làm. Tôi nói luôn là với bác này là tôi là người thổi. Nếu không thổi đồng chí bỏ cái em mồm ra đi để đi. Ví dụ bây giờ ăn mồm này là như nào ạ? Bây giờ mình yêu cầu là thay cái ống này. Đúng rồi, đấy chuẩn. Thay cái kiểu này là đúng rồi. Không nói nhá, cứ việc mình làm nhá. Đúng rồi, thế là xong. Anh bóc ra cho em. Cầm lấy cho em. Không, Thôi, từ từ đều dài, không cần phải nhẹ hơn đâu. Rồi, mới đi mà thay.